Xin kính chào quý vị khán giả. Hải Yến rất hân hạnh được gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xóa sổ nhà siêu nhỏ, Hà Nội đặt dấu chấm hết cho kiến trúc kỳ quái. Theo nguồn tin từ báo Tiền Phong, sau khi thu hồi đất để thực hiện dự án, phần diện tích còn lại dưới 15m² không đủ điều kiện tồn tại sẽ giúp loại bỏ tình trạng nhà siêu mỏng, siêu nhỏ tại Hà Nội. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định số 61/2024/QĐ Ủy ban Nhân dân, trong đó quy định về xử lý các trường hợp đất ở không đủ điều kiện tồn tại khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng và mục đích quốc phòng, an ninh. Các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại đối với đất ở, thửa đất sau thu hồi có ít nhất một cạnh tiếp giáp tuyến đường giao thông và có diện tích đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ dưới 15m², kích thước mặt tiền hoặc chiều sâu so với chỉ giới xây dựng dưới 3m, và thửa đất sau thu hồi không có lối đi và có diện tích đất nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa quy định tại khoản 1, điều 14, quyết định 61/2024/QĐ Ủy ban Nhân dân. Đối với đất khác, thửa đất sau khi thu hồi có diện tích đất nằm ngoài chỉ giới đường đỏ dưới 50m², không đủ điều kiện tồn tại. Theo quyết định, việc hợp thửa đối với các trường hợp không đủ điều kiện tồn tại quy định như sau: trường hợp người sử dụng đất có giấy tờ hợp pháp, Ủy ban Nhân dân cấp huyện thông báo hướng dẫn người đang sử dụng đất thực hiện thỏa thuận về chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất để hợp thửa đất theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho người sử dụng đất làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất theo quy định. Trường hợp đất chưa được cấp giấy chứng nhận nhưng đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, Ủy ban Nhân dân cấp huyện tiến hành kiểm tra, xét duyệt, thông báo, hướng dẫn người đang sử dụng đất, thỏa thuận và thực hiện thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để hợp thửa đất, làm thủ tục công nhận quyền sử dụng đất theo quy định sau khi người sử dụng đất hoàn thành việc hợp thửa đất. Thời gian thực hiện thỏa thuận hợp thửa đất quy định nêu trên là 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp và 90 ngày đối với đất nông nghiệp, kể từ ngày Ủy ban Nhân dân cấp huyện ban hành thông báo thu hồi đất. Trường hợp không thực hiện được việc hợp thửa đất theo quy định nêu trên do xét thấy không đủ điều kiện để cho phép hợp thửa đất hoặc người sử dụng đất không có nhu cầu, không thực hiện được thỏa thuận hợp thửa đất, Ủy ban Nhân dân cấp huyện quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, quản lý diện tích đất này theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà nước áp dụng biện pháp thu hồi đất để xử lý các trường hợp đất không đủ điều kiện về mặt bằng xây dựng thì trình tự, thủ tục thu hồi đất và việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai. Tình trạng thu hồi đất để mở rộng đường tại Hà Nội thường dẫn đến sự xuất hiện của các ngôi nhà siêu mỏng, siêu nhỏ, gây mất mỹ quan đô thị. Các trường hợp này chủ yếu được hình thành khi các mảnh đất bị cắt xén do mở rộng đường, dẫn đến các kiến trúc kỳ quái như nhà có chiều sâu chỉ 0,5m hoặc mặt tiền siêu nhỏ chỉ 1-2m. Ở dọc tuyến đường như Minh Khai hay Phạm Văn Đồng, có không ít ngôi nhà có kiến trúc kỳ lạ như căn nhà với hình dạng tam giác nhọn tại số 128C Đại La, hay như ngôi nhà số 566 tại ngã ba Trần Cung, Phạm Văn Đồng với hình tam giác và được xây 4 tầng kiên cố. Một căn nhà khác tại ngõ 268 đường Phạm Văn Đồng có chiều dài hẹp nhất chỉ gần 2m và chiều rộng ở điểm hẹp nhất chưa đầy 1m. Hay tại dự án đường nối khu đô thị Đồng Tàu, Tam Trinh với cao tốc Pháp Vân, Cầu Giẻ, khi triển khai dự án, hàng trăm căn nhà hai bên đường phải lùi sâu để bàn giao mặt bằng, hình thành gần 10 căn nhà siêu nhỏ với mặt tiền từ 2-9m, chiều sâu chưa đầy 1m. Theo quy định mới, những thửa đất sau khi thu hồi có diện tích dưới 15m², mặt tiền và chiều sâu không đạt tiêu chuẩn sẽ không được phép tồn tại. Theo quy định, nếu chủ sở hữu không thể hợp thửa hoặc chuyển nhượng đất để tạo thành một diện tích lớn hơn, thửa đất không đủ điều kiện sẽ bị thu hồi. Việc thu hồi nhằm xử lý các trường hợp đất không đủ khả năng xây dựng ổn định. Quá trình này sẽ được thực hiện bởi Ủy ban Nhân dân các quận, huyện và các sở liên ngành để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đồng thời mang lại lợi ích cho cộng đồng. Như vậy, các ngôi nhà siêu mỏng và siêu méo sẽ bị xử lý, phần diện tích không đủ điều kiện bị thu hồi để phục vụ mục đích công cộng. Điều này nhằm khắc phục tình trạng xây dựng không hợp lý, gây mất mỹ quan đô thị và hướng đến việc quản lý quy hoạch hiệu quả hơn. Có nên mua nhà cũ, tầng trang lại để kiếm tiền? Theo nguồn tin từ VTC News, đầu tư mua tầng trang nhà cũ từng là xu hướng được nhiều người lựa chọn để kiếm lời, nhưng hình thức này có còn hấp dẫn với thị trường hiện nay?
anh Nguyễn Văn Việt, một nhà đầu tư bất động sản tại Hà Nội, chia sẻ, hai năm nay do giá nhà đất quá cao nên việc lướt sóng không còn nhiều cơ hội như trước. Anh đã chuyển sang kinh doanh nhà cũ nát, từng trang lại rồi bán với giá cao. Với phân khúc này, số vốn bỏ ra không quá lớn, nhưng thanh khoản và lợi nhuận thu về lại khá tốt. Anh Việt cho biết các căn nhà chung cư mới, đẹp, giờ giá cũng khoảng 4 đến 5 tỷ đồng nên thanh khoản không dễ dàng. Trong khi đó, đầu tư vào nhà cũ chỉ khoảng trên dưới 2 tỷ đồng. Sau đó, anh thuê thợ về sơn sửa lại, thêm chút nội thất cho long lanh, chi phí khoảng 200 triệu đồng trên một căn. Nhưng khi bán lại có thể lời từ 200 đến 300 triệu đồng. Với số vốn hạn chế, tôi thường chọn những ngôi nhà phố cấp 4 cũ kỹ đang có giá rẻ để mua. Sau đó, tôi sẽ bỏ thêm khoảng 100 đến 200 triệu đồng sửa chữa, cải tạo rồi bán với mức sinh lời cao nhất có thể. Đơn cử tôi từng bỏ ra 2,2 tỷ đồng mua một căn nhà ở quận Hai Bà Trưng rồi chi thêm 150 triệu đồng làm lại gác lửng, sơn mới. Sau 2 tháng, tôi bán lại được với giá 3 tỷ đồng. Tôi lấy số tiền đó tiếp tục mua một căn nhà cũ ở khu Sầm Uất hơn với giá 3,2 tỷ đồng và bỏ thêm 300 triệu đồng sửa nhà. Sau một thời gian, tôi bán được với giá khá hời là 4,5 tỷ đồng, anh Việt kể. Tương tự, anh Trần Văn Tám, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng chia sẻ, công việc của anh là làm thầu xây dựng, vì vậy anh có kinh nghiệm sửa chữa, tân trang lại các căn nhà cũ nát. Anh Tám bật mí, anh thường chuộng những căn nhà đã nát hẳn, buộc phải xây mới để có được giá tốt. Anh kể nửa năm trước, từng bỏ ra 2,2 tỷ đồng mua một căn nhà ở quận Đống Đa với diện tích 30m². Mặc dù hiện trạng đường hẻm rất nhỏ, nhà thì cũ hoàn toàn, nhưng anh nắm được thông tin khu vực này sẽ được mở rộng đường lên 8m. Nhận thấy có triển vọng cao nên anh không ngần ngại chi tiếp 300 triệu đồng xây căn nhà cấp 4 có gác. Một tháng sau, anh bán được với giá 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, anh Tám thừa nhận, mặc dù hình thức kinh doanh này sinh lợi nhanh, song cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là với nhà đầu tư non kinh nghiệm. Theo chia sẻ của anh, muốn thành công theo cách này bắt buộc phải có hiểu biết, kinh nghiệm về xây dựng. Không ít nhà đầu tư đã phải ôm trái đắng, lỗ nặng hoặc bị chung vốn vì lỡ chọn phải những căn nhà có vị trí không đẹp, lại không tối ưu được chi phí sửa chữa nên hao phí quá nhiều tiền, buộc phải nâng giá bán lên quá cao và kết quả là ế ẩm. Nhà đầu tư phải nắm rõ chi phí xây dựng, thậm chí có đội thợ thường xuyên, lành nghề hoặc có nhà thầu quen, thẩm định được tình trạng nhà để thương lượng giá sát nhất. Quan trọng nhất là phải tính toán được hạng mục nào cần sửa, chi phí sao cho hợp lý thì mới có lãi, anh Tám tư vấn. Chị Lê Thanh Hân, một môi giới nhà đất tại quận Đống Đa thông tin, hiện giá nhà đất đang ở mức quá cao nên thanh khoản khá khó. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư phải chuyển hướng dòng tiền. Nhiều nhà đầu tư tìm đến các căn hộ cũ với tầm giá từ trên dưới 3 tỷ đồng, diện tích nhỏ để đầu tư. Họ bỏ ra một mức phí tân trang khoảng 100 đến 200 triệu đồng và họ kỳ vọng mức lợi nhuận sẽ là 200 đến 300 triệu đồng trên một căn. Tuy nhiên, theo chị Hân, hình thức đầu tư này hiện nay cũng không mấy dễ dàng do giá nhà quá cao nên tìm được căn hộ giá rẻ cũng không phải dễ. Ngay cả những căn chung cư cũ sập xệ giá cũng đang ngáo. Với mức giá trên trời như vậy, người mua cũng sẽ thận trọng hơn, thậm chí lùi kế hoạch mua nhà lại để chờ thị trường ổn định. Theo ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, HORIA, một trong những rủi ro khi kinh doanh nhà cũ nát là sau khi nhà đầu tư đổ vốn mua nhà, cải tạo sơn sửa nhưng không phù hợp với thị hiếu của khách hàng, tình trạng thua lỗ vẫn sẽ diễn ra như thường. Trong khi đó, thời gian ngâm vốn dài, giá cả lại tăng nhiều, rất dễ đến tình trạng thua lỗ. Chính vì vậy, những nhà đầu tư ít kinh nghiệm khó có thể thành công với kênh đầu tư mua bán nhà cũ nát này. Ông Giang Anh Tuấn, Giám đốc sàn giao dịch Bất động sản Tuấn Anh cũng cho rằng giá nhà đất quá cao khiến phân khúc nhà cũ cũng không còn hấp dẫn như trước. Chưa kể tâm lý của người mua nhà hiện nay cũng có sự thay đổi. Họ chấp nhận đi ở thuê trong những căn hộ sạch sẽ, thoáng mát, nhiều tiện ích còn hơn sở hữu những căn nhà cũ nằm trong ngõ hẻm, không có không gian và tiện ích. Bên cạnh đó, việc giá vật liệu xây dựng, cước vận chuyển, nhân công đều đang tăng nên lợi nhuận cũng khó đạt được như kỳ vọng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube của tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại!